Ông Lê Minh Ảnh, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, vừa bàn giao 5 con gấu ngựa cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm này. Đây là 5 con gấu ngựa nặng từ 80 đến 130 kg mỗi con, được ông Ảnh nuôi tại gia đình gần 15 năm qua, trong đó có 2 con cái và 3 con đực. Khi được Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang vận động, ông Ảnh tự nguyện giao 5 con gấu nói trên. Chủ nuôi gấu là mà tiên phong như anh chủ ở đây, mà sẵn sàng bàn giao gấu nhà nước, thì đây là một cái tín hiệu rất tốt trong công tác bảo tồn loài gấu. Thì chúng tôi hy vọng là từ nay trở đi là các cái chủ nuôi gấu khác và cũng làm theo chủ nuôi gấu này, mà tiếp tục bàn giao loài gấu nhà nước để cuối cùng chúng ta có thể bảo tồn các loài gấu tại Việt Nam. Theo Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, đến nay trung tâm đang quản lý 173 cá thể gấu.